Xin chào cả nhà thân thương, đã quay trở lại với cái bản tin tiếp theo của kênh Lực Tàng Đẹp Trai nha quý ông bà cô chú anh chị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn tán về cái câu chuyện là anh Đinh Nỗ, và liên quan đến cái câu chuyện mà đang đồn ầm ở trên mạng xã hội là sư thầy Thích Minh Tuệ sẽ về núi Cấm An Giang để tu học. Thì Lực Tàng sẽ cập nhật hai thông tin này cho quý ông bà cô chú anh chị nó bắt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái thông tin là liên quan đến anh Đinh Nỗ. Thì ngày hôm nay anh ta đã teo vòi rồi nha quý ông bà cô chú anh chị. Sau khi cái lá đơn mà gửi đến A05 và cục BA05 của công an huyện Iagrai của tỉnh Gia Lai, thì anh này đã không dám nêu đích danh tên của sư thầy Thích Minh Tuệ nữa, mà lên kêu rằng là một cao tăng, một vị thầy, rồi công ty Phát Tâm Thiên Định Tệ. Thì anh ta không dám kêu nữa mà anh ta kêu là Trời Định Tệ. Tôi tưởng anh thế nào, ai ngờ anh cũng biết sợ ha. Anh cứ kêu tên thẳng vào công ty Phát Tâm Thiên Định Tệ và sư thầy Thích Minh Tuệ, người ta có tên đồng hoàng mà, việc gì mà anh lại không dám kêu tên như vậy. Anh nổ trong thời gian vừa rồi, anh nổ mạnh quá, anh kêu tên, rồi anh xứng danh, rồi anh chửi, anh nói là phía sau là ổ nhóm, băng nhóm, tổ chức đồ này nọ ở phía sau, anh kêu đích danh. Nhưng ngày hôm qua mới có cái lá đơn nói về anh nô nè, rồi sau đó là luôn tiện là nói luôn tất cả các YouTuber mà đang tấn công xâm nhập quyền công dân khi mà tờ báo Công an Nhân dân lên. Rồi cộng với đó là cái thông tin mà anh được lên báo Thanh Niên xướng tên và nói rằng là một dấu hiệu lừa đảo tinh vi trong xã hội hiện tại bây giờ là anh có dấu hiệu anh nổ, anh làm giám đốc công ty, anh làm luật sư, anh làm đảng viên để kêu gọi từ thiện. Thì ngày hôm nay thì thấy anh hơi bị teo vòi một chút xíu rồi. Luật sư gì mà sợ nhanh dữ hả? Luật sư gì mà sợ ghê gớm, mà sợ nhanh dữ hả? Mạnh mồm vào, đọc tên Phát Tâm Thiên Định Tuệ vào, tổ chức phản động hay cái gì nói thẳng ra luôn. Anh cứ lên anh nổ mạnh vào, việc gì đâu, ai làm gì anh đâu mà anh sợ dữ hả? Ngày hôm nay thì nghe đôi thông tin là anh lên anh quá sợ rồi đúng không? Run rồi đúng không? Hồi hộp rồi đúng không? Gây cấn rồi đúng không? Anh đâu có tên trong danh sách mà Đại Nam khởi kiện đâu mà anh lo dữ hả? Người ta có tên trong danh sách mà người ta còn không sợ, mà người ta còn lên ra rã ở trên mạng xã hội kìa. Mà anh chưa có tên, mà anh là chủ chốt, anh là lính ruột, mà anh không, anh đến bây giờ mà chưa có tên mà anh đã sợ đến mức độ như vậy rồi hay sao? Sợ đi tù đúng không? Sợ đi tù rồi đúng không? Thằng nào mà chả không sợ, thằng nào mà chả không sợ. Sao lại kêu ta là Trời Định Tệ? Sao không nói thẳng vào trọng tâm vấn đề như lần trước? Như mấy lần trước anh nổ banh chành vậy đó. Anh không ngán ai, anh không sợ ai, anh là luật sư mà. Anh là giám đốc của công ty Thiện Ca mà. Anh là đảng viên mà, anh là luật sư mà. Sao ngày hôm nay anh teo vòi nhanh dữ hả? Sợ xa vợ xa con hả anh? Hay như thế nào? Công ty người ta đâu đã nhắc đến tên anh đâu mà anh sợ dữ hả? Lên mạnh mồm vào mới có view. Không mạnh mồm không có view đâu. Và lên đừng có nói láo nữa, đừng có xạo nổ nữa, chứ không có là sập kênh. Đảm bảo 100% như vậy. Tại vì cộng đồng mạng xã hội bây giờ đâu có chỗ chứa cho cái bọn nặng, bọn nổ, bọn xạo láo, bọn dốc láo, bọn đi vu khống, bọn đi lừa thầy phản bạn, bọn đi gạt người, đúng không? Anh trong sạch thì anh cứ lên anh nói thẳng vào tên của người ta đó. Sư thầy Thích Minh Tuệ nè. Anh lên anh kêu bằng cao tăng cái gì đó, rồi anh nói là ngày hôm nay anh sẽ đi Nha Trang. Anh đi Nha Trang để anh lấy đá anh ăn hay gì à? Anh đi Nha Trang để làm gì ngoài đó? Thầy có ngoài đó đâu mà anh đi Nha Trang. Anh đi ngửi địch của thầy để anh lại lên anh dốc láo, anh xạo nổ để anh câu view, câu like nữa đúng không? Ra Nha Trang làm gì ngoài đó? Hay là đi để có mục đích gọi như là có công ăn việc làm để mà xin các mạnh thường quân một chút tiền xăng? Hả? Đi Nha Trang làm gì? Ở nhà mà lo cho cái công ty nhà anh ấy kìa. Ở nhà mà lo cái đơn tố cáo của bên phía công an ở Cần Thơ kìa. Là do bên phía công ty Thiện Ca á, là họ làm đơn tố cáo anh về cái tội giả mạo giám đốc công ty của người ta, làm ảnh hưởng đến cái kinh tế của người ta, ảnh hưởng đến cái chuyện buôn bán làm ăn của người ta. Bây giờ thiệt hại rất là nặng nề rồi. Hôm qua báo Thanh Niên đăng đó, anh đọc chưa? DVH tức là tên của anh á, DVN cũng là tên của anh luôn. Người ta nhắm thẳng vào anh, người ta nói đó. Bây giờ anh lo cái bản thân của anh đi Nha Trang để làm gì? Anh trốn lên núi à? Anh chạy đằng trời, anh chạy đằng trời. Và đơn của bên phía công an tỉnh Gia Lai
cũng như là bên phía công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ cũng đã có tên anh rồi đó, nhưng người ta âm thầm thôi ha. Tôi nói cho anh biết ở đây tin mật nha, những ai xúc phạm danh dự của người khác, vu khống, nhục mạ thì chắc chắn là có trong đơn, không thể trật đi đâu được đâu nha. Bây giờ anh cứ lên anh nói tên thẳng đi, anh chạy đằng trời. Trước đó anh nói rất nhiều rồi, bây giờ anh không nói thì những cái bằng chứng xác thực người ta đã lập vi bằng, người ta đã cho anh vào danh sách đen rồi. Và không trước thì sau thì anh cũng sẽ được sướng tên thôi. Bây giờ anh teo vòi rồi đúng không? Sợ gì mà sợ nhanh dữ hả? Hả? Đã ai làm gì anh đâu, đã ai xứng tên gì anh đâu, anh vẫn ra rã ở trên mạng xã hội đi. Anh cứ lên anh đọc thẳng tên người ta, đọc thẳng công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ giống tôi nè. Lên đó mà vu khống người ta, lên đó mà nói là làm tiền có một tổ chức này kia đứng phía sau, là ý của anh là nói là thật độc, ý của anh là nói là này kia đang tiếp tay để làm một cái âm mưu gì to lớn lắm đúng không? Ngày nào anh cũng lên anh ra rã như vậy. Nhưng những cái nội dung của anh thì hoàn toàn là trống trơn ở trong đó, toàn bộ là vu khống bịa đặt, không có một cái thông tin gì là chính xác cả. Bây giờ anh không dám nêu tên, anh kêu bằng Trời Định Tuệ. Trời Định Tuệ là ai? Khi cơ quan chức năng mời anh lên, Trời Định Tuệ là công ty nào? Chắc chắn là họ sẽ vả thẳng vào mặt anh, đó là công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ. Anh có lách luật kiểu gì cũng không thể nào thoát được đâu. Anh có lên anh phân tích là kêu chị Hai, chị Đại là không phải kêu bằng Nguyễn Phương Hằng cũng không thể lách luật được. Thì bây giờ anh có kêu đằng trời thì anh cũng không lách luật được. Tại vì cái câu chuyện này là anh là thằng trùm sò, thằng chủ chốt ở trong cái câu chuyện tấn công sư thể Thích Minh Tuệ và tấn công về phía công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ. Họ là một doanh nghiệp, họ là một công ty. Mặc dù anh không tấn công vào Đại Nam nhưng họ cũng giống như thế là Đại Nam, cũng là một doanh nghiệp, là một công ty. Thì bây giờ anh tấn công vào họ thì không khác gì là tấn công vào doanh nghiệp giống như thế là Đại Nam, đúng không? Thì Đại Nam có cơ sở quyền kiện những cái người mà tấn công doanh nghiệp, thì bên đây họ cũng có quyền kiện những cái người tấn công nhục mạ và vu khống vào công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ. Tôi nói cho anh nghe, anh có trong danh sách rồi, anh đi Nha Trang làm gì? Anh ở nhà đi, anh ở nhà mà lo mà chuẩn bị đi tù đi. Đó là tôi nói cho anh nghe, chứ anh việc gì anh phải đi Nha Trang? Anh đi Nha Trang để anh tiếp tục, anh vẽ ra câu chuyện là anh sẽ xây cốc, anh sẽ đào hang lấp núi để rồi anh mang luôn bồn nước đồ này kia giống như lần trước anh hứa hẹn, để cho các cao tăng, cho sư thầy lên đó tu, để mà anh kêu gọi từ thiện để cho người ta dồn tiền về cho anh làm, đúng không? Bây giờ người ta khôn hết rồi anh ơi, không còn ai mà người ta tin anh ở đâu nha. Bây giờ anh có đi Nha Trang á thì cũng hy vọng là tự kiếm tiền mà đổ xăng ha, lên dùng cái xạo láo dốc của anh á rồi lừa các khán giả ở trong kênh của mình á mà lấy tiền mà đổ xăng mà đi, chứ không ai quyên góp, không ai từ thiện cho anh để mà anh nói phét nói xạo nữa đâu. Anh ra Nha Trang để làm gì? Anh ra đó để mà làm dơ luôn những cái quả núi ở núi Sạn đó hay sao? Người ta thấy cái mặt của anh là người ta đã mút nhổ một bãi nước bọt vô mặt đó rồi. Chứ ở đó mà đi Nha Trang để tìm bằng chứng, anh tìm cái gì ngoài Nha Trang á? Anh tìm đống phần của thầy Thích Minh Tuệ ở ngoài đó đúng không? Hay là anh ra đó để làm gì? Anh đi hại người như vậy chưa đủ hay sao? Bây giờ lo sợ rồi lên nói phép nói láo lúc nào, ngồi trên cái xe ô tô của mình đó rồi bắt đầu là tôi đi chỗ này chỗ nọ. Anh đi Tây Ninh anh gặp mật hạnh như thế nào rồi? Anh gặp các chùa các chiền anh bóc chư thầy Thích Minh Tuệ như thế nào rồi? Sao chả thấy cái video nào anh hứa hẹn tôi sẽ đưa video nguội lên? Đâu video? Đâu video nguội? Đâu video hại người? Đâu thằng nào con nào lên nói đâu? Hả? Bây giờ tôi nói anh này, tôi khuyên anh cứ kêu thẳng tên đi, anh đừng có sợ. Anh là luật sư mà anh sợ gì? Anh là chủ một giám đốc một doanh nghiệp mà anh sợ gì? Hả? Anh có cửa cỡ đó kìa, mà phía sau anh là một quả núi đang bảo vệ cho anh, cho nên anh lo cái gì? Hả? Sao không dám kêu tên thẳng vào, lên kêu mạnh vào? Rồi lời thách thức của tôi nói là anh giỏi anh lên trên Gia Lai á, chứ giờ anh đi Nha Trang để làm cái gì? Hả? Anh đi Nha Trang thì ngoài đó làm gì có công an, ngoài đó làm gì có sư thầy Thích Minh Tuệ? Hả? Bây giờ anh lên thẳng trên Gia Lai á, anh lên đến cái vườn cây cao su mà cái đường mà thầy Thích Minh Tuệ hay đi khất thực mỗi buổi sáng mà bà con đảnh lễ đông đông đó, anh lên đó anh ngồi anh live stream rồi anh nói có cái tổ chức phía sau của cái công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ, rồi anh nói là đang có một cái âm mưu gì phía sau ở trong cái công ty này, ở trong cái công ty mà sư thầy đang ngồi đó là công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ đó, anh lên anh ngồi anh live stream cho tôi đảm bảo anh nổi như cồn luôn. Anh đi Nha Trang làm cái gì? Anh đi lên đó mới có view, anh lên Gia Lai mới có view, anh lên ngay trước cổng công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ đó anh ngồi anh live stream anh mới có view. Chứ bây giờ anh đi Nha Trang là tôi thấy anh đi sai đường rồi, anh đi ra đó có ai ngồi đó đâu mà anh đi ra đó? Anh đi để anh mua đường à? Anh đi để anh né tránh cái sự run sợ của anh trong giai đoạn này à? Một thằng đàn ông phải mạnh mẽ vào, mình làm phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ.
mồm to thì phải thực hiện, thực hành theo là cái hành động cũng phải to. Chứ còn cái mồm mà to mà hành động không làm thì loại vứt đi nha. Bây giờ tôi cá độ anh á, anh lên trên Gia Lai đó, anh ngồi trước công ty Phát Tâm Thiên Điện Tuệ á, anh ngồi gần đó thôi để anh live stream. Anh nói là công ty có tổ chức, công ty có âm mưu à, phía sau khi đưa sư thầy Thích Minh Tuệ về đó. Bây giờ anh cứ lên anh gạch tẹt ra, anh nói thẳng ra, anh lên đó anh live stream, đó mới là phục. Chứ còn bây giờ anh trốn ở trên xe, anh trốn ở dưới vườn sầu riêng mà anh đi mượn nó, coi chừng cái vườn sầu riêng nào đó mà anh ngồi anh live stream là anh nói là của anh luôn á. Rồi công ty nào đó hay cái nhà nào đó mà sang sang một tí là anh vô là coi như là của anh hết luôn á. Lại lên hay làm giám đốc, anh làm chủ nhà luôn á. Thấy chưa? Đó, anh cứ mạnh mẽ vào đừng sợ. Mới có tên ở trong danh sách thôi nhưng mà chưa ai công bố cả, anh lo cái gì? Khi nào người ta công bố à, anh Đinh Nổ đã có tên trong danh sách là vu khống, nhục mạ, xúc phạm danh dự người khác 331 thì lúc đó anh hãy sợ. Bây giờ có gì đâu mà sợ, đừng sợ, mạnh mẽ vào. Thằng đàn ông mạnh mẽ vào, lên trên thẳng Gia Lai đó, ngồi nói chuyện. Livestream nói là bữa nay Đinh Nổ lên đây rồi nè, theo lời của thằng Lực Tàng nè. Tôi sợ gì mà tôi không lên nè. Đó, như vậy nó mới oách, như vậy nó mới là thằng đàn ông đích thực nha. Thấy chưa? Đó, thì danh sách ngày hôm nay đó thì cả nhà thấy không ạ? Đó, Lực Tàng chưa đưa cho anh ta coi, nhưng mà Lực Tàng có danh sách rồi. Lực Tàng từ từ sẽ cho nó biết được là nó trong danh sách gì. Loại đặc biệt luôn nha cả nhà, loại đặc biệt luôn. Đó, để coi đi Nha Trang để trốn hay gì đó, đi ra đó mà ngửi địch thầy ở ngoài đó hay gì, ngửi hơi của thầy đúng không, để câu view câu like đó. Đó là cái thông tin về anh Đinh Văn Nổ nha, nha cả nhà. Đó, đến với cái thông tin thứ hai là cái thông tin rất là chấn động và đang lan truyền trên mạng xã hội khi sư thầy Thích Minh Tuệ đã ngồi nói chuyện với lại một người được cũng là cho là thầy, đó là Phước Nghiêm, thì cũng đã nói rằng là đề cập đến cái vấn đề sau này thầy Thích Minh Tuệ có về núi Cấm An Giang để tu học hay không. Thì đây là một cái câu chuyện cũng rất là tuyệt vời thôi cả nhà. Cứ chỗ nào mà yên lặng, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, và làm xáo trộn cuộc sống cũng như là bên phía chính trị được an toàn, thì sư thầy Thích Minh Tuệ sẽ được xướng tên và sẽ được đến những cái khu vực đó để tiếp tục tu tập thôi. Ở đâu cũng là tu mà đúng cả nhà, yên lặng là sẽ được tu. Thì bây giờ lên trên núi Sạn là khu vực đó là rất là tâm linh, rất là nhiều các sư thầy đã ẩn tu ở trên đó và đang tu học một cách rất là ok, rất là ổn. Thì cái chuyện sư thầy Thích Minh Tuệ về trên đó tu học là một cái chuyện rất là bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà Lực Tàng nghĩ rằng là cái chuyện mà bình thường á, thì nó sẽ không được bình thường. Tại vì sư thầy quá nổi. Sư thầy là giống như thể là một bậc chân tu, một vị Phật sống trong lòng dân rồi. Cho nên là bây giờ mà có đi đến một cái quả núi nào á, không cần núi Sạn nữa, chỉ cần mà thầy xuất hiện thôi là nó trở thành một cái khu du lịch tâm linh luôn, trở thành một cái trào lưu, một cái gì đó nó thực sự rằng là nó huyền bí. Làm cho tất cả cộng đồng người dân chúng ta là xáo trộn luôn, và tình hình an ninh trật tự chung thì sẽ không được đảm bảo luôn. Nó ghê gớm đến mức độ như vậy, cái sự phủ sóng của chư thầy, cái đức hạnh của thầy nó lan tỏa mạnh đến cái mức độ như vậy. Chỉ cần nghe thông tin thầy đi đâu thôi là loạn hết luôn cả cộng đồng và xã hội, loạn ở cái chỗ là người ta yêu mến, người ta quý trọng cái đức hạnh của thầy, và người ta nghĩ thầy không phải là một người bình thường, cho nên là loạn. Thì núi Cấm An Giang thì cũng là không ngoại lệ. Khi thầy xuống đó rồi thì chắc chắn một điều rằng là sẽ trở thành một cái khu vực còn nóng hơn cả đất Gia Lai nha quý bà của chú anh chị. Tại vì đến một cái vùng đất tâm linh, đến vùng một cái vùng đất Phật, ông Phật đến một cái vùng đất Phật thì rõ ràng rằng là nó sẽ phủ sóng rất là ghê gớm, và nó sẽ cái sức lan tỏa của nó rất là mạnh, nó sẽ làm xáo trộn khu vực An Giang luôn. Nói chung là không phải là An Giang mà bây giờ thầy đi đâu á cũng có thể là bị xáo trộn như vậy luôn nha cả nhà. Thì đây chỉ là những cái mà người ta hỏi, thì thầy có nói rằng đảm bảo được cái chuyện đó thì bất cứ chỗ nào thầy cũng có thể đi được, thầy cũng có thể ở được. Tại vì bốn bể tứ bể là nhà, ở không nơi nào là cố định cho thầy. Và tu theo hạnh Đầu Đà rồi thì thầy ngủ nghĩa trang, nghĩa địa, ngủ ngồi, rồi ăn một ngày một bữa, thì ở bất cứ chỗ nào thầy cũng có thể ở được. Đặc biệt là những cái khu vực vùng núi, núi cao mang tính chất tâm linh huyền bí, và ở đó tu học được thì thầy sẽ xuất hiện ở đó thôi. Cái chuyện đó là chuyện quá bình thường đúng không cả nhà? Mà khi mà thầy mà xuống núi Cấm An Giang nữa rồi á, thì phải nói với cả nhà là cái độ phủ sóng nó còn gấp đôi lần ở trên gọi như là Gia Lai và bên phía Nha Trang. Tại vì khu vực miền Tây chúng ta ở núi Sạn An Giang là vùng đất tâm linh, và nó liên quan đến tâm linh huyền bí rất là nhiều. Các thầy, các bà ở dưới tập trung rất là nhiều. Mà khi sư thầy xuống đó là trùm của các thầy rồi, thì khả năng là nó sẽ rất là gọi như là mình nói cái kiểu giống như thế là nó
huyền bí hơn nữa, mà nó ghê gớm hơn nữa nha quý ông bà quý anh chị. Phải nói đến là cái chuyện mà Phật pháp nhiệm màu nó được lan tỏa một cách rất là mạnh khi mà sư thầy Thích Minh Tuệ xuống dưới đó, thì ai cũng mong muốn như vậy thôi. Nhưng mà có lẽ rằng là cái sự việc này nó sẽ rất là khó để mà có thể thực hiện, tại vì trong giai đoạn này nó rất là nhạy cảm, rất là nhiều những thành phần xấu ác nó đang có dấu hiệu đồ này kia, cho nên là nó sẽ cản cái con đường tu của thầy rồi. Thì bây giờ là thầy đã bị cản cái con đường hạnh đầu đà, đó là đi khất thực và đi bộ hành, nhưng tất cả mọi thứ thầy vẫn đang tu rất là ổn, tu theo cái lời Phật dạy là ở tu tại gia. Cho nên là bây giờ là cái phương án đó cứ từ từ, cứ từ từ, chúng ta cứ nghe thông tin và thầy đi đến đâu cũng được. Còn trên Gia Lai thì cũng có rất là nhiều núi, như thế là núi ông Phật đó là cái núi mà Lực Tàng có đi trao quà đó, thì thầy cũng đã lên đó thầy ở rồi, thầy đâu có quan trọng là ở núi này núi kia đâu, ở đâu thầy cũng phát ra cái ánh hào quang, ở đâu thầy cũng tỏ ra một cái đức hạnh tu của một ông Phật. Nhà quý ông bà của chú anh chị, ở đâu chúng ta cũng tôn trọng thầy, miễn sao thầy thực hiện theo được cái chuyện tu học của thầy. Nhưng bây giờ thì nó đang khó, thì chúng ta vẫn cứ ủng hộ sư thầy Thích Minh Tuệ để tiếp tục trên con đường tu học của mình, để thành đắc đạo chánh quả. Nhà quý ông bà của chú anh chị, và những thành phần như thằng Đinh Nổ hay những thằng khác á, thì bây giờ là nó đang tiêu vòi, nó đang run sợ, thì chắc chắn rồi nghiệp quật quả báo sẽ đến thôi. Mới con tờ báo Thanh Niên sướng tên mà ngày hôm nay thấy nó lên nó cười gượng rồi, nó gượng gùng quá rồi cả nhà. Nó lên nó nở cái nụ cười của nó không còn tự nhiên như trước đây nữa rồi. Thời gian xa vợ xa con của anh cũng gần đến rồi đó. Không chưa biết là cái danh sách của công nghệ viên Hằng ở bên phía công ty Đại Nam là đưa được ai đi chưa. Nhưng mà tôi nghĩ anh là người sẽ đi trước. Tại vì bên phía công ty Phát Tâm Đi Niệm Thuệ họ đang nhắm vào anh. Và anh là người chủ mưu, anh là người to mồm nhất trong cái giai đoạn này. Đang có dấu hiệu vu khống nhục mạ và đưa ra những cái thông tin hoàn toàn không chính xác về công ty doanh nghiệp của người ta, đang ảnh hưởng rất là nhiều, và trong đó liên quan đến công ty Thiện Ca nữa, đó là ông Mai Văn Tâm và bà Thơ. Thì tôi nhắc cho anh như vậy, anh hãy lên anh giải thích cái chuyện này đối với lại ông Mai Văn Tâm và bà Thơ, đừng có nói rằng là họ ganh ăn tức ở hay là không còn giá trị lợi dụng, thì bây giờ họ lên họ tấn công lại, cái chuyện đó là hoàn toàn sai. Mấy anh không có bằng chứng, mấy anh đừng nói tầm bậy tầm bạ, đúng không ạ? À, ông Mai Văn Tâm đã lên giải thích, đã lên nói là vợ tôi không biết cho nên là mới nhờ anh này đến, nhưng không ngờ rằng anh ta lại đi quá cái mức độ là anh ta dám đuổi tôi xuống làm nhân viên kế toán để cướp luôn cái chức giám đốc, để làm một cái mục đích là có dấu hiệu lằng lừng gạt khách hàng, để làm ảnh hưởng đến cái thương hiệu, cái uy tín của công ty. Thì ở đây á, thì cả nhà thấy rằng khi mà hợp tác với một cái doanh nghiệp nào, hợp tác với một cái cá nhân nào đó để mà quảng bá cái thương hiệu của mình, thì ai cũng mong muốn là đôi bên đều có lợi. Nhưng ở đây anh này á, là anh không muốn cho công ty có lợi, mà anh chỉ muốn có lợi cho bản thân anh ta. Và bây giờ đã làm ảnh hưởng đến công ty, thì rõ ràng rằng những cái đơn tố cáo, những cái gì mà người ta sẽ làm hết mình để người ta lấy lại danh dự cho cái mặt hàng của công ty của mình, để mai mốt người ta còn sinh sống làm ăn cả một doanh nghiệp mà đâu có phải ít đâu cả nhà, đúng không ạ? Thì đó là tứ bề thọ địch đang đến với lại anh Đinh Nổ. Và sư thầy của chúng tôi thì lúc nào cũng rạng người, lúc nào cũng tỏa sáng, anh có nói kiểu gì thì nói, thì anh cũng không thể nào mà hạ đi cái uy tín của một bậc chân tu, hạ đi cái sự thật phũ phàng đó là một ông Phật sống đang hiện hiện ở trong lòng dân, và tất cả người dân đều yêu mến sư thầy Thích Minh Tuệ, ngoại trừ trong đó có một số thành phần như anh là đang hãm hại một bậc chân tu và phá đi cái đường tu học theo lời Phật dạy. Quả báo nghiệp quật sẽ đến ngay nha. Thì đó là những cái thông tin mà ngày hôm nay là tàng cập nhật trong cái bản tin trưa. Thì quý ông bà cô chú anh chị ủng hộ, nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Có thông tin gì thì Lực Tàng sẽ tiếp tục cập nhật để gửi tới cho quý ông bà cô chú anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.